Xin đến đảo ngồi con, biết mấy chị các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023 thì mình xin tiếp tục làm biết cập nhật sơ qua tình hình giới tích thái là buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên. Cho ông bà con biết mấy chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình giới tích thái thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm biết cập nhật hình giá cả một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con biết quá quý chị nào có xem kênh có quan tâm đến cái mít hay một số loại nông sản như giá thanh long hay giá nhãn hàng ngày trên kênh thì có thể vào trong danh sách giáo ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình thái sáng hôm nay vào buổi sáng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang nhất giao động từ 37.000 em lớn là 35.000 em nhì là 25.000 và mít kem ba giao động từ 13.000 đến 14.000. Mức chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ giao động từ 4.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mới nhất giao động từ 38, trong lớn là 36.000, trong nhì là 26.000 và mức trong ba giao động từ 14.000. Mức chợ hiện nay khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ giúp giao động từ 4 đến 5.000. Còn ở khu vực Tiền Giang, ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mới nhất giao động từ 39.000, kem lớn là 37.000, kem nhì là 27.000 và bích kem 3 giao động từ 14 đến 15.000. Bích chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua bích chợ với giá đồng từ 4 đến 5.000. Giá bích ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng có giá cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa bích. Còn ở khu vực miền Đông như khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai thì bích giao động từ 31 đến 32.000, kem lớn là 28.000 và bích kem nhỏ giao động từ 12.000. Mức chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ giúp giao động từ 3.000 đến 4.000. Còn ở khu vực Tây Nguyên, ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mức nhất giao động từ 28.000, kem lớn là 24.000 và mức kem nhỏ giao động từ 11.000. Mức chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ giúp giao động từ 3.000. Ngoài ra thì tình nước cũng còn trên lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua trên lệch lên xuống. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc quý bà con một ngày.